Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 84, trang 41, sách giáo khoa, toán 7 tập 1. Đề bài đó là nếu căn bậc 2 của x mà bằng 2 thì x mũ 2 sẽ bằng ý A là 2, ý B là 4, ý C là 8, ý D là 16. Hãy chọn câu trả lời đúng. Đề bài chúng ta hãy nhớ lại cho cô đó là khái niệm về căn bậc 2. Căn bậc 2 của một số A không âm là x sao cho x mũ 2 bằng a. Thì đây từ đây ta có là a lúc này của chúng ta chính là x. Như vậy, chúng ta sẽ có là 2 mũ 2 thì bằng x hay nói cách khác chính là x bằng 2 mũ 2 và x bằng 4. x bằng 4 thì x mũ 2 sẽ bằng 16. Từ đây chúng ta sẽ trình bày như sau. Ta có căn bậc 2 của x mà bằng 2 thì suy ra x sẽ phải là bằng 2 mũ 2 và bằng 4. Do đó thì đề bài lại yêu cầu chúng ta tính x mũ 2. Do đó x mũ 2 sẽ bằng 4 mũ 2 và bằng 16. Từ đây suy ra chúng ta sẽ chọn đáp án D. Như vậy là chúng ta đã giải xong bài số 84 trong 41 sách giáo khoa Toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.